Mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào quý bà con cô bác kính mến trong nước và ngoài nước xa cùng gần. Dạ thì hôm nay cũng gần đến ngày lễ của lễ 18 tháng 5, tức là đại lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì cũng gần cận kề rồi. Nhưng mà hôm nay thì có một vị mạnh thường quân cũng ráo riết để gỡ quà về cho bà con nơi vùng khó khăn, cũng như nơi vùng biển hồ, nơi vùng huyện An Phú nói chung và nơi vùng của cư sĩ Quốc Tạo nói riêng. Thì nơi đây thì cũng như lần trước thì Quốc Tạo cũng xin trình với bà con, thì khi mà Quốc Tạo phát một phần quà thì lần mỗi một cái phần quà thì Quốc Tạo sẽ phát một đợt người đều khác nhau hết, là mình phải chia đều ra. Ví dụ như quà bà con nhiều thì Quốc Tạo sẽ chia cho một số người đó, là ví dụ như 100 người đi, chuyến sau thì Quốc Tạo sẽ chia ra đều hết, 100 người này hết tới 100 người khác, 100 người khác hết tới 100 người nọ, đảo lại cho hết các cái xã ở trong lân cận dưới Quốc Tạo, thì xong hết các xã thì Quốc Tạo mới đảo lại cái số người đầu tiên đó. Thì cho nên rải đều qua. Thì hôm nay thì có một vị mạnh thường quân tên là cô ba Sương, Quốc Tạo kêu bằng cô Ba Sương, nhưng mà họ tên của cô là Danh Thị Sương ở ngoài nước ngoài. Thì cô cũng đã gỡ về cho Quốc Tạo rất là nhiều tỉnh tài để phát gạo giúp đỡ cho người khó khăn. Thì hôm nay Quốc Tạo có nhận được của cô là 20 triệu. Thì Quốc Tạo sẽ phát gạo 15 triệu, còn 5 triệu thì Quốc Tạo sẽ niệm Phật để hồi hướng công đức phước đức cho cô, để cho tiêu tan chướng nghiệp. Thì hiện bây giờ thì cô ba đang bệnh bao tử, nhưng mà không biết, chưa có rõ là bệnh bao tử nó nặng hay nhẹ, nhưng mà hiện giờ cô ba rất ốm. Thì cô ba cũng kêu là Quốc Tạo để gỡ gạo để hồi hướng công đức phước đức cho cô ba, để cho nghiệp lực tiêu tan. Thì làm những công việc này thì nó đúng là chính đáng quá dì ơi. Thôi bây giờ mình sẽ đi thẳng vào vấn đề chương trình. Thì lúc nào thì Quốc Tạo cũng công bố ban đêm, là tại vì nguyên một ngày chờ thì mình kêu đồ lại mình làm. Mình vô gạo xong rồi mình mới kêu đồ lại mình làm nữa. Thì cả buổi chờ thử ra một cái ngày làm, một cái ngày sau mới phát. Cho nên Quốc Tạo thì rất bận biểu, cho nên ngày tranh thủ làm ban đêm, công bố rồi sáng mình sẽ kêu bà con lại mình sẽ phát liền. Thì hôm nay thì 15 triệu này thì Quốc Tạo sẽ công bố rõ ràng cho bà con, như cô Ba Sương với gia đình cô đều rõ là một bịch gạo này là 10 kg, giá 120 ngàn. Tiếp theo là một bịch đường giá 23 ngàn. Tiếp theo là bịch bột ngọt Vidal 31 ngàn. Tiếp theo là bịch muối 7 ngàn. Và cuối cùng là một chai nước tương 7 ngàn. Tổng cộng số 4 số này trên với bịch gạo là 188 ngàn cho mỗi phần quà. Phần quà là như vậy nè bà con, một gì là với bịch gạo, một phần quà 188 ngàn, 188 ngàn một phần, mới nhân cho 80, tất cả đây là 80 phần, thì nó ra là 15 triệu 040 ngàn, tức là chọn vừa đủ vô cái số tiền của cô ba là 15 triệu, còn 5 triệu thì Quốc Tạo sẽ niệm Phật để hồi hướng cho cô ba. Thì kính thưa cô ba, kính thưa toàn thể quý vị, thì sự thật các quý vị, thì thời gian đến thì nó cũng không còn nhiều đó đối với chúng ta đâu, nó cũng ngắn ngủi rồi. Thì hiện bây giờ là Quốc Tạo làm mà không có thời gian nghỉ ngơi luôn, mở mắt ra là bắt đầu là phát gỡ dầu, gỡ thuốc, rồi gỡ chân dung trần điều của đức thầy tranh thờ, rồi gỡ giáo lý thầy. Nói chung là rất tất bật trong công việc, mà Quốc Tạo thấy rất là vui. Lắm lúc bây giờ Quốc Tạo lúc trước đọc giảng được luôn bà con, nhưng bây giờ không còn đọc giảng được nữa, là kêu bằng cái gì, hao hơi tổn tiếng. Cho nên là bây giờ là mình làm quá cho nên cái hơi của mình không còn nữa. Quốc Tạo thời gian gần đây bị sụt xuống gần 5 kg quý vị, gần 5 kg, nhưng mà sức khỏe thì mình thấy mình vẫn còn trụ được. Thầy có cho biết qua một câu ở trong cái bài Năng Thơ Cẩm Tú là xanh men mét cũng thay thịt xác đó. Có nghĩa là trước sau gì mình cũng phải bỏ cái thay này thôi. Cho nên là mình vừa no đủ ấm, không có trưởng dưỡng thân xác mà cũng không có hành hạ thân xác. Quốc Tạo thấy Quốc Tạo có khả năng làm được thì Quốc Tạo sẽ làm hết mình, còn khi mà Quốc Tạo thấy mà khả năng mình làm không nổi nữa thì mình sẽ ngưng lại, mình sẽ dưỡng, nhưng mà khả năng làm được. Cho nên là từ sáng tới chiều Quốc Tạo quay quần với cho người này cho người kia, xong rồi mới đi mua dầu gì làm, rồi đi mua thuốc về ngâm,
và đi mua gạo về gan, nhưng mà có cái nhóm của mình cũng phục vụ tiếp cho bác Tạo, cũng rất thấy cũng rất là vui hạnh phúc. Tại vì bác Tạo nghĩ đó là tuồng đời như pháo châm ngồi, bá gia yên lặng mà coi khùng này, có nghĩa là tuồng đời nó vắng rồi, bây giờ nó cặn lắm rồi, còn hay là chuông kia treo sợ chỉ mành, chẳng lo tu niệm lo dành bớm ông. Dân dân nhiều từ mà thầy nói là hạ nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ gia can luôn, sự thật là nó đã có hết rồi. Đương không mà ngủ một giấc thức dậy, gió lốc xoáy cuốn nhà cửa bay hết, không còn gì cả. Hay là ngủ thức dậy sụp đất nhà cửa banh mất tiêu trơn, tánh mạng còn giữ không được, làm sao giữ được cái của cải. Thân ta còn gài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Cho nên là quốc đạo sẽ cố gắng làm hết mình để cống hiến cho đạo, cho đời. Nhưng mà như lời thầy đã dạy là phải làm các công việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, hay là làm những cái việc gì mà đem đến sự hạnh phúc an lạc cho người dân, lo cho người dân, không lo cho bản thân, tức là tâm của Bồ Tát, thì mình sẽ cố gắng mình làm theo. Đó thì trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi này, quốc tạo cũng trình bày với bà con để cũng xin hồi hướng công đức phước đức phát gạo ngày mai buổi sáng, xin hồi hướng cho tất cả bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly nói chung và nói riêng, là củ quyền thất tổ của cô Ba Sương được dạng sự lành, sẽ được giảng sanh về miền Cực Lạc, và sau đó là cá nhân của cô Ba Sương, tức là cô Danh Thị Sương ở nước ngoài, mong các quan gia trái chủ cũng bỏ qua cho cô Ba, những người mà đã vô tình hay cố ý sát hại, mà cô Ba đã vô tình hay cố ý sát hại, xin buông tha cho cô Ba, để cô Ba sẽ hồi hướng công đức phước đức mà cô Ba đã gửi tiền cho bác Tạo làm như thế này, để hồi hướng tất cả cho quý vị. Và những câu niệm Phật của cô Ba, những câu niệm Phật của ngày mai của bà con, để hồi hướng cho quý vị, mong quý vị buông tha cho cô Ba, để cô Ba được nhẹ mình, để ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về Cực Lạc một đàn, thì thân thầy hết phải gian nan, đâu có chịu mang câu nhạo báng. Bác Tạo tin rằng những nghiệp lực sẽ buông tha cho cô Ba, để cho cô Ba mạnh khỏe, để cô Ba làm tất cả các việc từ thiện để hồi hướng cho quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mời cô Ba cùng với bà con để ngày mai mình hướng mắt về màn hình để xem ngày mai quốc tạo phát gạo cho bà con nghèo như thế nào. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin kính mến bà con. Dạ. Xin mến chào quý bà con, cô bác kính mến, luôn chúc cho quý vị trong nước, cho ngoài nước được nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa cô bác ở gần xa, thì kính thưa mạnh thường quân, hôm nay đó là cô Văn Thị Sương ở nước ngoài. Thì hiện bây giờ đó quý vị, thì mặc dù cô ở nước ngoài, cô đang bệnh và cô làm việc rất là chật vật khó khăn, nhưng mà cô cũng nhất ít thời gian để giờ về nơi Việt Nam của chúng em đang sống, cũng như là nơi Khánh An là nói riêng, cô đang muốn là nói chung. Thì nơi đây cô biết ở vùng của chúng em là vùng vành đai biên giới, bà con dân ủng hộ gì rất đông, cho nên rất là khổ khó với cái mùa dịch bệnh hiện giờ nó đã tràn lan, cho nên bà con ở ngoài vùng ngoài vùng rất là nhiều, còn nào là trong bên kia ở bên trong bên kia dân ủng hộ có nhiều nữa, cho nên ở nơi đây là sao là người dân rất là khó khăn. Thì với cái nghĩa cử cao đẹp của cô, thì cô có tỉnh thi làm theo lời dạy của thầy. Hiện giờ thì thầy cũng có cho biết là ở cho trong em lời khen hay là nếu thịt mình muốn thương người, hãy giúp cho đối với nhau để không đi khổ hạnh khỏi lâu, không bị chuông đập thầm bự. Cho nên không cần chuông mất chùa bự, mà chỉ cần giúp cho những người đỡ được đỡ gấp như thế này là đúng theo lời các bạn đã dạy. Ví dụ như chúng ta có lúc cái chuông cái chùa bự quá và ở xung quanh chúng ta chết hết thì chúng ta tu với ai? Đó cho nên là cái ông Phật đã nói là mình phải giúp cho những người đói khổ như thế này, những người bệnh hoạn, những người khó khăn. Thưa cô Ba Sương, thì hôm nay trước tiên thì quốc đạo có nhận của cô là 20 triệu, quốc đạo phát hôm nay là 15 triệu, tối nay là quốc đạo sẽ cho trực tiếp phần 5 triệu còn lại nói chung là quyền sinh hoạt của cô và cho cô Danh Thị Sương được tiêu tan cứu nghiệp giải thoát mê ly, và cho các lực của cô chính mình cô đã vô tình hay cố ý sát hại đã buông tha cho cô. Cô không còn bệnh tật nữa, để cô mạnh khỏe, để có những
về ngay Việt Nam giúp cho bà con nó sớm ở như nơi đây. Thì thật sự ra đây là bà con rất là khổ luôn các con, khổ mà cái nỗi mà người ta chỉ cần gạo ăn thôi đó là ra không đây các con. Rồi trước khi mà làm dòng chương trình con cảm sẽ cố gắng một hai người để xem hoàn cảnh ở đây như thế nào nha. Và trước tiên thì em nhỏ này gần đi. Con tên gì con? Con có bao nhiêu tuổi rồi? 13. Rồi cha mẹ của con là con nhận chào con có học không? Rồi con nghĩ là con làm được. Cô Ba Sương, cô Ba Sương đã giúp đỡ cho mình dạo khắp mình ăn hoài hả cô ha? Người giúp đỡ rồi cái chú lần nào có cho tôi chứ. Dạ, dạ, dạ thì cho người khổ người khó chứ mình đâu có cho người giàu đâu, người giàu không có cho. Dạ. Người khó khăn. Dạ, thôi bà lão. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi đó? 73. Bà là người dân ở đây hay là người dân ở Biên Hòa gì? Bà nói người dân Biên Hòa gì rồi bà về sống lâu chưa? Cũng bảy năm rồi. Dạ. Vậy bà biết tiếng Campuchia gì không? Biết rồi. Vậy bà nói với vài câu dùng cho cảm ơn Mạnh Thường Quân là cô Ba Sương đi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân là cô Ba Sương giúp cho tôi dạo vậy đó. Cũng nói gì đó, nói thử vài câu đi. Tiếng Việt Nam đi. Họ nói tiếng Cam đi. Rồi. Thôi quý vị ông. Sẽ bật cái mắt thì giờ của bà con. Thì trước khi hết dạy thì mình sẽ cầu an cho cô Ba Sương. Để giờ cô Ba Sương đang bệnh đó bà con. Rồi bà con mình im lặng nha, mình giữ nha, mình sẽ tĩnh tâm cho mình cầu nguyện cầu an cho cô Ba Sương nha. Nam mô Đà Phật. Đồng chắp tay lên trán, đồng nguyện không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giấy Phật Tổ Phật Thầy, nay chúng con thành tâm cầu an cho cô Ba Sương, tên là Văn Thị Sương. Nhờ ơn Đức Phật từ bi gia hộ độ cho bệnh nhân được sớm mau giải hết quả căn, tiêu tan bệnh tật và thiện tâm nguyện Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xá ba xá thay cho bốn lại. Dạ xá ký ba xá. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Từ nhiều qua chúng em chúng cháu cũng đã cầu an và hứa công đức phước đức cho cô Ba Sương mau hết bệnh, để cô Ba có nhiều tình tài đỡ về giúp cho bà con khổ khó nơi vùng biển hồ cũng nơi vùng dành đai biên giới của Khánh An chúng tôi. Thì một lần nữa xin tri ân cô Ba Sương và sẽ đem đến sự hạnh phúc an lạc cho bà con. Thầy bảo là lúc xưa thì cũng gục gà với nhau, ngày nay tốt bước sang giàu thân thương chẳng khó giúp hào thân khi. Cậu cô chú bác cùng về khắp nơi thầy chú một khi hảo lòng. Việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước để gõ lòng thiền nhân. Dạ thì thôi mình kết lời ở đây, mình sẽ cùng nhau niệm ba tiếng mặt với bà con và hướng cho tất cả bà con ở đây và cô Ba Sương nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi
cho tất cả bà con nơi đây bá tánh và anh dân chia tay tình sự giải thoát mê ly, dành cho quyền sách tổ của cô Ba Sương được mạnh lành mạnh khỏe, làm ăn khá giả, có nhiều tài tài doanh nghiệp cho Việt Nam để giúp cho bà con cổ có nơi đây. Cái người bà con nào không có phiếu đó, đứng gần bên nha. Còn cái người không phiếu, người già đứng phía trước, người trẻ đứng phía sau. Rồi rồi, theo cái hàng này nha. Bà con xếp xếp đi bà con ơi. Già đứng phía dưới nè, xếp cả hàng đi. Mời chào. Con đây nè, con Hiếu đứng qua đây nè, qua đây đứng nè, con Hiếu đứng qua đây đứng nè. Ông hai đứng trước đi, ông hai đứng trước đi, với mọi người già đứng trước đi. Rồi, nam mô A Di Đà Phật. Rồi tới này, tới đi bà con ơi. Tiếp. Rồi đi ra ngoài, đi ra bên đây nè. Rồi bên này đi trước nè. Mau bỏ đi anh Mau, mau bỏ đi anh Mau, qua đây xếp tiếp người ta nè. Rồi, để đây để Mau. Đây ta. Rồi đủ.
Di Đà Phật thì bây giờ là đã cho xong những phần quà của cô Ba Sương mà có phát sinh, thì quốc đạo với thành An Giang với La Phú sẽ dùng cái số tiền của cái nhóm ba người đây để phát cho bà con. Thì bây giờ mình sẽ cái số gạo để trong đây của bà con sẽ phát luôn, nếu mà xin mình góp lại. Rồi thì bây giờ là gia đình mình phát một cho mỗi người là một phần đi. Rồi là cái này là quỹ của quốc đạo của thành An Giang với La Phú. Dạ, gạo dạ, cái đồ luôn. Không gạo đồ, cứ cho gạo đồ. Gạo cái đồ phát. Không đủ cho luôn bà con ơi. Rồi nó mô Phật. Rồi xong đó nha bà con. Rồi, cảm ơn rồi, cảm ơn đây. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, thì quốc đạo với cái nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thì mời quý vị tối nay để đứng bắt về xem quốc đạo mình cùng với bà con để bạn theo hướng công đức của cô Ba Sương nhé. Ông Danh Thị Sương.